Cô Thắm chào tất cả các con. Chúng mình ơi, cô đang ở quê đấy. Và nhà cô có một mảnh vườn khá là to. Trong đấy mẹ cô đã trồng rất nhiều những loại cây. Và chúng mình biết không, mỗi loại cây khác nhau thì lá của chúng cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Vì thế hôm nay cô muốn chúng mình hãy cùng theo chân cô vào vườn để khám phá về một số loại lá đấy. Bây giờ chúng mình cùng đi theo chân cô nhé. Tên tên, loại lá đầu tiên mà cô muốn giới thiệu cho chúng mình là một loại lá khá quen thuộc. Chúng mình có nhận ra đây là lá của cây gì không? Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn trả lời được. Đây là lá của cây rau khoai lang đấy. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào. Lá của cây rau khoai lang. Chúng mình hãy cùng quan sát thật kỹ nhé. Có những lá thì có màu xanh đậm, còn có một số lá lại có màu xanh nhạt hơn như thế này. Và không biết vì sao lại có điều đấy nhỉ? Cô Thắm bật mí với chúng mình nhé. Những lá có màu xanh đậm là những lá đã già và đã ra lâu rồi đấy. Còn những lá có màu xanh nhạt là những lá non và vừa mới ra. Bây giờ chúng mình cùng quan sát và cho cô biết lá của rau khoai lang thì có dạng hình gì đây? Lá rau khoai lang thì có dạng hình gần giống với hình trái tim đúng không nào? Bây giờ chúng mình và cô cùng tìm hiểu về cấu tạo của lá cây rau khoai lang nhé. Đầu tiên, đây là phần cuống lá. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Cuống lá. Cuống lá rau khoai lang thì khá là dài và có màu xanh. Khi cô sờ vào thì hơi cứng và trơn đấy chúng mình ạ. Đây là phần mép lá. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Mép lá. Mép lá rau khoai lang thì khá là mỏng và trơn. Còn đây là phần phiến lá. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Phiến lá. Phiến lá rau khoai lang thì khá là mềm và mỏng. Cuối cùng, đây là phần gân lá. Gân lá là phần nối liền giữa phần cuống lá và phần phiến lá đấy. Gân của lá rau khoai lang thì có một gân to hơn ở chính giữa. Còn những gân hai bên là những gân mỏng hơn và mềm hơn đấy. Cô Thắm tò mò không biết là chúng mình đã được ăn những món ăn nào liên quan đến lá cây rau khoai lang rồi. Còn ở nhà, cô Thắm đã được ăn món lá rau khoai lang luộc này, lá rau khoai lang xào và cả món lá rau khoai lang nấu canh đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô đi tìm hiểu về loại lá tiếp theo nhé. Loại lá tiếp theo mà cô Thắm muốn giới thiệu cho chúng mình là một loại lá có màu sắc rất là đẹp. Chúng mình có nhìn rõ không? Cô Thắm giới thiệu với chúng mình, đây là lá của cây rau dền đỏ. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Lá rau dền đỏ. Chúng mình cùng nhìn này. Lá rau dền đỏ thì có màu tím đỏ, hơi ngả về màu đỏ một tí đấy. Mặt trên của lá thì có màu tím sẫm, rất là đậm. Còn mặt dưới của lá là màu tím tươi, hơi ngả về màu đỏ này. Bây giờ chúng mình cùng quan sát và cho cô Thắm biết lá rau dền đỏ thì có dạng hình gì đây? Lá rau dền đỏ thì có dạng hình hơi thon dài một tí đấy. Tiếp theo cô và chúng mình cùng tìm hiểu về cấu tạo của lá rau dền đỏ nhé. Đầu tiên, đây là phần cuống lá. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Cuống lá. Cuống lá rau dền đỏ thì khá là ngắn và cứng đấy chúng mình ạ. Còn đây là phần mép lá. Chúng mình nhắc lại với cô nào. Mép lá. Mép lá rau dền đỏ thì cũng khá là trơn và mỏng. Cô đố chúng mình biết đây là phần gì? À, đây là phần phiến lá đấy. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn trả lời được. Phiến lá rau dền đỏ thì cũng khá là mềm và trơn trơn này. Cuối cùng là phần gì đây? À, đây là phần gân lá đấy. Gân lá rau dền đỏ thì có một gân to ở chính giữa. Gân này nhô lên cao hơn rất nhiều so với những gân còn lại này. Và không biết rằng chúng mình đã được ăn những món ăn nào liên quan đến rau dền đỏ rồi. Cô Thắm biết một món ăn rất nổi tiếng liên quan đến rau dền đỏ. Đấy là món canh rau dền đỏ nấu trứng bắc thảo. Một món ăn rất là nổi tiếng và bổ dưỡng đối với chúng mình đấy. Và chúng mình biết không, khi chế biến thì món rau dền đỏ sẽ có màu tím và tím đỏ và chứa rất nhiều vitamin B12. Thế nên có một bác sĩ đã gọi đấy là canh rau B12 đấy. Và món ăn này rất bổ dưỡng cho chúng mình đấy chúng mình ạ.
Tiếp theo, chúng mình hãy cùng cô khám phá về loại lá rất là đặc biệt này nhé. Đây là một loại lá khá là dài và cô đố chúng mình biết đây là lá gì? À, cô thắm bật mí nhé. Đây là lá của cây ngô đấy. Và bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát. Lá của cây ngô thì khá là dài, thế nên là cô thắm định đo xem lá cây ngô dài bằng bao nhiêu gang tay của cô đấy. Chúng mình đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là lá của cây ngô dài bằng 5 gang tay của cô. Rất là dài phải không chúng mình? Tiếp theo chúng mình cùng đến gần để xem lá của cây ngô thì có màu gì nhé. Cô tin chắc rằng rất nhiều bạn biết được lá của cây ngô có màu xanh đấy. Bây giờ cô và chúng mình cùng tìm hiểu về cấu tạo của lá cây ngô nhé. Chúng mình nhìn xem đây là lá cây ngô, còn đây là thân cây ngô. Vì lá cây ngô gắn liền với thân, thế nên phần cuống rất là khó nhìn thấy đấy. Và vì thế nhiều người nhầm tưởng rằng lá cây ngô thì không có cuống. Đây là phần mép lá. Chúng mình hãy cùng quan sát kỹ nhé. Mép lá cây ngô thì khá là mỏng và trên mép lá thì có những sợi lông nhỏ màu trắng này. Cô đố chúng mình biết phần này là phần gì của lá ngô? À, đây là phiến của lá ngô. Phiến lá ngô thì cũng rất là mỏng. Trên bề mặt thì mọc rất nhiều những sợi lông nhỏ màu trắng đấy. Chúng mình hãy cùng quan sát nhé. Vì những sợi lông này rất là nhỏ, thế nên chúng mình khó có thể nhìn thấy đúng không? Còn đây là phần gân lá. Gân lá ở mặt bên trên thì có màu trắng, là phần màu trắng này, còn ở bên dưới lại có màu xanh đấy. Và chúng mình biết không, lá của cây ngô thì rất là dài và rất là đặc biệt. Và cô Thắm cũng khá là tò mò, không biết chúng mình đã được ăn bắp ngô bao giờ chưa? Và không biết chúng mình đã được ăn bắp ngô ở đâu? Ở trường mầm non FFS, chúng mình cũng đã được ăn bắp ngô rồi đúng không? Và vừa rồi, cô Thắm đã giới thiệu cho chúng mình 3 trong số rất nhiều những loại lá khác nhau. Và chúng mình biết không, chúng có thể khác nhau về kích thước, về hình dạng, về màu sắc. Tuy nhiên, cả 3 loại lá đều có chung đặc điểm cấu tạo. Vì thế cô Thắm muốn chúng mình sẽ cùng nhắc lại về đặc điểm cấu tạo của lá với cô nhé. Đầu tiên, đấy là phần cuống lá, phần gắn liền giữa thân và lá cây đấy. Tiếp theo là phần mép lá. Tiếp theo nữa là phần phiến lá. Và cuối cùng chính là gân lá đấy. Vậy là lá cây có 4 đặc điểm cấu tạo đúng không? Và chúng mình biết không, trong tự nhiên có rất nhiều những loại lá cây khác nhau nữa. Vì thế cô Thắm hy vọng rằng nếu như ở nhà chúng mình có cây, chúng mình sẽ đứng cạnh cái cây đấy để giới thiệu cho cô và các bạn cùng xem lá của cây đấy có điều gì đặc biệt. Còn nếu không, chúng mình có thể hỏi ý kiến của bố mẹ xem trong tủ lạnh nhà mình có loại cây gì, rau gì ăn lá, chúng mình có thể mang ra và giới thiệu cho chúng cô và các bạn cùng nghe nhé. Còn bây giờ, cô Thắm xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.